Đây là mô hình cây ăn quả sử dụng phân bón hữu cơ rộng gần 10 hecta tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Việc chăm sóc các loại cây đều tuân thủ theo đúng quy trình. Toàn bộ các vật tư sử dụng trong quá trình chăm sóc đều là phân bón và thuốc vi sinh, tuyệt đối không sử dụng chất hóa học. Ngày trước nó không có cái sinh học này, là đều mình vẫn phải dùng tất cả các cái thuốc như ngày trước của mình dùng đấy. Làm gì có thuốc sinh học như bây giờ. Thì nó phải cách ly rất là lâu thì nó độc hại. Bây giờ mà bơm những cái thuốc sinh học ấy, nó chỉ cách ly có một loại thuốc nó có một ngày thôi. Và có loại thuốc nặng nhất là 7 ngày, còn chỉ có một ngày và 3 ngày là ta được ăn rồi. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc theo hướng hữu cơ, vừa đảm bảo an toàn cho môi trường, vừa không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bà con nông dân. Làm một đơn là an toàn hơn đấy, đảm bảo kỹ thuật, chỉ làm đúng nguyên tắc của nó, cho nên từ hoa quả ăn thấy yên tâm lắm. Mọi ngày chúng tôi làm rau sạch ở đây thì cái cô Nguyên phun bằng ớt này, tỏi này, vi sinh đó, cho nên là có cái là bơm cái có khéo vẫn ăn được ngay. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc, mô hình cây ăn quả theo hướng hữu cơ đang ở những giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên, diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và hữu cơ tại tỉnh Vĩnh Phúc đang không ngừng mở rộng với gần 3.300 hectare. Trong đó, bao gồm nhiều diện tích trồng rau, quả các loại, lúa gạo và nhiều cơ sở chăn nuôi. Hàng năm thì chúng tôi triển khai hỗ trợ khoảng gần 3.000 hectare phân vi sinh và cái thuốc thảo vệ bảo vệ thực vật thảo mộc và sinh học cho cái vùng rau trên địa bàn tỉnh. Cái nội dung thứ hai đó là chúng tôi triển khai hỗ trợ cái chế phẩm xử lý rơm rạ trên cây lúa ở vụ mùa để làm phân hữu cơ cho cái cây trồng sau. Nội dung thứ ba đó là chúng tôi hỗ trợ cái chế phẩm vi sinh để xử lý cái chất thải trong chăn nuôi. Hiện nay, việc triển khai sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và hữu cơ đang được nhiều địa phương áp dụng và đã chuyển đổi nhận thức của người sản xuất theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, để phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững thì rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Không phải chỉ là người sản xuất mà ở đây là phải là cơ chế chính sách. Đây là phải có một môi trường để làm nông nghiệp hữu cơ. Và chúng ta phải hình dung là khi làm nông nghiệp hữu cơ không ai có thể làm nông nghiệp hữu cơ được một mình. Mà chúng ta phải có liên kết thành những hợp tác xã sản xuất. Chúng ta phải có liên kết với các doanh nghiệp. Chúng ta phải biến những cái giải pháp này trở thành chính sách của địa phương mới hỗ trợ lại cho sản xuất. Thì như vậy chúng ta phải hình dung là muốn làm nông nghiệp hữu cơ thì chúng ta phải đồng bộ hóa các cái giải pháp. Và đây là câu chuyện của xã hội chứ không phải là của ngành nông nghiệp. Những năm qua, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ đã tạo nhiều sản phẩm an toàn, chất lượng, được toàn xã hội quan tâm. Trước thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng các cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý nhằm khuyến khích thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển. Hiện nay, các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ có chứng nhận hữu cơ xuất hiện ngày càng nhiều trên tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và đang mang lại những hiệu quả hết sức khả quan.